kiêng đi hơn. Báo cáo quý vị là có cẩn thận chạm. Hiện nay là chúng tôi đang đưa lọc bình từ trong ra. Con dai này đang về nghỉ một hai hôm, đỡ bố mẹ đây. Nào để bố. Bố ghé một tay bố đỡ. Nào. Rồi. Như vậy đôi lục bình này là đang trên đường đi về Đan Phượng. Nào. Nhanh đâu. Gọi một lần này là bị lâu á. Ăn cơm. Mọi lần là gọi phát ra ngay, lần này là gọi hỏi mấy cuộc mới được. Quý vị liên lạc đến Đồ Gỗ Đức Hiền theo số trên màn hình. Và thưa quý vị là ở Đồ Gỗ Đức Hiền lúc nào cũng có độ khoảng 50 đôi loại lục bình từ 1m2 đến 1m8. Lúc nào cũng sẵn sàng. Cũng có lúc là có hàng sơn rồi, có lúc là chưa kịp sơn, nhưng mà hàng mộc là lúc nào cũng có. Cảm ơn quý vị.